Tướng Hans Lothar Dombrose, một sĩ quan cấp cao của quân đội Đức và là cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân Đồng minh đặt tại Brunsum, Hà Lan, dự đoán cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào thế bế tắc và hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vào mùa hè. Trả lời các báo thuộc tập đoàn truyền thông Đức Funke hôm 1 tháng 1 năm 2023, vị tướng dự đoán vào khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5, cả hai bên xung đột sẽ cảm thấy bị bế tắc và việc tiếp tục giao tranh sẽ không còn tác dụng gì. Ông cho rằng vào đầu hè sẽ là lúc bắt đầu đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Dombrose cũng lưu ý rằng thỏa thuận ngừng bắn không có nghĩa là Ukraine sẽ có một nền hòa bình lâu dài ngay lập tức. Ông nói sau khi ngừng bắn, có lẽ sẽ mất một thời gian dài để đàm phán. Về tình hình xung đột, ông Dombrose nói rằng Nga có lợi thế là sở hữu nhiều xe tăng và tên lửa hơn, trong khi Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí của phương Tây. Ông nhấn mạnh, thật khó để tôi hình dung ra việc Ukraine sẽ lấy lại được hoàn toàn các lãnh thổ do Nga nắm giữ, ngay cả khi phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng cần thiết, đặc biệt là xe tăng và pháo binh. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Đức cùng với nhiều quốc gia phương Tây khác đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Olaf Scholz đã do dự trong việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev vì ông cho rằng chưa có nước phương Tây nào chuyển cho Kiev vũ khí hiện đại như vậy, do đó Đức không nên dẫn đầu. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.